Với cây xanh của anh Kiện, cây xanh quá kinh khủng, quá khủng khiếp. Kiện ơi, Kiện ơi, Kiện ra để làm báo giá cây xanh. Chào anh nghệ nhân, đã mở hàng chưa anh? Đây à, cô ấy cử mình từ đây à? Đây, anh đây. À, đây. Anh là cứ phải rớt rác. Ừ, cái này để phục vụ quý bà con. Để từ từ em, là, em làm cái con khủng bố rồi đấy. Báo giá luôn cái xong rồi anh đi đâu đi nè? 80 triệu. 80 triệu, chất liệu xanh Nam Điền, cao cỡ khoảng gần 2 mét. Đấy. Hơn 2 mét, 2 hơn mét 3. 2 mét 3. Toàn rộng dài 2 mét rưỡi. Toàn rộng 2 mét rưỡi. Rộng dài 2 mét rưỡi, rộng 1 mét 8. Chậu chắc cỡ chậu này và khuôn này là 90 mét rưỡi. À, đọc số điện thoại 0967 113 rồi nhớ thuộc rồi đấy. Đây nè, làm cái cây to mà để ấy vướng là nó khó, nó ngút quá, khó ngút. Ừ, quả nó rụng rồi. Cái này mà vặt lá cho quả nó ngâm quả vàng ươm nhỉ. Đấy, quả này rất sáng cây nhỉ, sáng lắm, lá ngon, lá ngút thật, lá sờ và lá sắc sỏi, thế lá kiểu như chăm tốt nhưng mà ngút nhỉ? Không phải chăm tốt mà thả nước đúng không? À, thả nước, cây này thả nước. Bản thân nó nguyên bản nó ngấp nước. À, đây thả nước, đấy nhấp đi đâu cũng được. À, rất mịn mà. Cây này mà kê vào cái biệt phủ hôm nào thì tôi thối rồi nhỉ? Đấy, có đấy. Đấy, được rồi. Giờ anh lại uống nước được rồi. Đây, nhìn cái người này. Đây, đây. Anh này là anh cao khoảng 1m8. Đấy, có nhìn rất mượt mà. Sau này không xoay nó. Đấy, đứng này. Đấy, chính diện này các bác ơi. Kinh khủng khiếp không? Kinh khủng khiếp không? Tôi không nói về chân bệ nhiều, về cây to mà, nhưng mà về cái phần tay tán thân mướt quá, quá bắt mắt, quá bắt mắt luôn. Chỉ có đứng xa mới quay được không? Đứng xa mới quay được không? Vậy nó cao to quá, mà đứng gần thì không quay được. Quá mướt luôn. Quay cái sườn bên này cái đấy cứ phải lách lách các bác. Thông cảm, nhiều khi các bác xem nó cũng đau mắt khó đấy. Đấy, cố gắng quay bốn mặt đây. Cho về biệt phủ, mỗi tội biệt phủ chưa có. Nhìn cái bông tay của nó mướt quá. Đứng xa tí. Đấy, mày. Anh ơi, đây anh làm cho em nhá. Đấy, nó đây. À, vâng. Cái cổng với lại đấy cổng của nó. Đó, có cái tính trang ấy. Phê không? Tín đồ cây to rồi. Em biếu tặng được các bác. Em biếu tặng được. Kê vào nhà các cụ thì nó mới nổi. Có chậu trước vào thì khác lắm. Làm cái chân nó sạch sạch tí. Đấy, chân là đẹp đấy. Xin phép anh Dũng là bước qua tí nhé. Xin phép là bước qua hàng của anh tí. Ui dồi. Không thể luồn lách được nữa rồi. Mặt này đẹp.
Ok. Quay ông to nhất bây giờ xuống ông nhỏ nhất. Nhài này. Người ta. Quay phục vụ đại chúng sinh viên đây. Đúng đúng này. Cái này già kinh anh nhỉ. Cái này già kinh đấy. Này bao tiền anh? 2 triệu. 2 triệu. Lại đọc số của nghệ nhân anh nhỉ? 0989 33 44 28 đấy. Anh Dũng One Side Mini cốt chậu rồi. Nam Điền đấy. Nam Điền già nứt ra cốt chậu đấy. Quá điện sách tay và ranh đây. Đây là của ông kia đúng không? Đây của anh quê. Của anh đấy, bốc ngay con đấy đi chuẩn ạ. Sao lên chậu cái nó khác. Điện Nam Điền mà giả cái giả điện ra nó do nước không trồng. Cái này bao nhiêu anh Dũng nhỉ? Này sinh quê, 1,5 triệu. 1,5 triệu sinh quê. Thân rất nở. Đấy, ok đấy. Sung là chắc của ông kia rồi. Nguyên cái ngọn cái tay thế. Dạ, sang đây là ở đây. Dưới. Dưới, mình là tưởng cơm nguội cái này là mình sơi đấy. Dưới. Với đổ kinh không? Cây đây là bắt đầu cây của anh Trung Dâu rồi. Đấy. Cây của anh Trung cũng phải nhỉ? Cây của anh đây đâu? Từ đây trở lại tất nhỉ? Đặt. Vào giá một loạt nhỉ. Cái dưới đổ là được. Cái dưới đổ là lên đường là 2,5 triệu. Lên đường 2,5 triệu rồi. Còn mặt cây phong ngồi đầu là 4,5 triệu. 4,5 triệu còn cây xanh là 15 triệu. 15 triệu rồi. Cây Nam Điền. Đấy. 15 triệu đấy, rất hay đấy. Đây chốt đầy đủ hết rồi. Còn cây này cây hồng ngọc mai là 3,5 triệu. 3,5 triệu trên cây tàu cũ rồi đấy. Xương cá. Xương cá 3,5 triệu. 3,5 triệu mới được. Đấy. Cờ quạt đầy đủ các cụ ngồi đây. Lâu lắm chú. Xương cá các bác nhé. Đấy. Hai nước sống tranh nhau đá đây. Dạ, và hòn chú đâu? Bên nào? Bốn hòn mà. Hai cà phê. Con này là con to hơn à? À, đồng. Cây ở trong thì tiền nó cũng nặng hơn.
thì đương nhiên đấy. Nó đẹp hơn xanh lọc điện đấy. Đấy, cây này là 2.8 2.8 đẹp quá. Đấy, gầm cái này này, gầm cái này này. Chú bán được cây nào chưa? Cháu chưa. Mới ra. Ba hôm trước ông này si của anh cộng đồng là bao tiền này anh? Có si 2.5 2 triệu rưỡi đấy. Con này là cái chuột anh đó. Có cái hang hay nhỉ? Hang 300 thì kia cái chân cắt à? Chân này chân màu chân xanh ngọc à? Đẹp nhỉ. Chân này là cổ đấy. Không phải nó có đế dưới nhưng mà để ngập nó còn lên nữa. Nhưng mà có đế nhưng mà đế có đế liền của nó luôn. Đế nguyên bản. Nguyên bản của nó. Có cần đọc lại số không nhỉ? Hai mặt đẹp như nhau. Đọc lại nhé. Vâng, đọc lại đi. 098 098 38 909. Bây giờ anh chung nhiều dâu. Thôi, to cao. To là bao cân. Quan trọng là cân thì là 2 cân đổ lại. Vâng, đúng rồi, cái tâm ý. Quê được, còn là nặng là đi vào cây đi đâu, đi đâu đấy ấy rồi cẩu biết sao lại nhìn thang. Ghê lắm đi vào cây ở Hữu Bằng đi à, lúc nào là trên chỗ nhà em thì ít người chơi cây đấy, chơi nó thế chỗ trường đại học FPT đấy đấy nhà em quanh đấy à, lên đấy mua đất gì đúng không, lên đấy mua đất cái này người ta để bàn người ta chơi rồi. Vào đất đang sốt lắm. Để bàn đây đấy đang đắt hay nhỉ. Đắt. Không đắt. Đến cao này không? Đến đấy là tầm ý, được đấy. Thế hợp vào. Đấy quanh quanh cái trường FPT. Cao 50 phân. Đấy con này vào đá con cháu đây này. Này vào đá để. Thì đi em rộng lắm. Nguyên bản một cái ốp nhưng mà chưa ốp chưa liền. Ôi thôi chẳng có tiền mà ấy. Ơ vườn như vườn hoa. Lâu lắm rồi. Trình độ ốp. Sau okay này chưa? về làm cái vườn này. Chắc còn xa lắm. À. Bao giờ cũng phải dư khoảng độ chục tỷ thì mới làm được cái vườn. Đất tí để nguyên xong đấy sau này làm mới đẹp. Rồi. Cứ có đạn xong cây ra để chơi sướng đời đấy. Chơi sướng đời. Quá đẳng cấp luôn. Thích bày kiểu gì thì bày. Dân quanh này bán hết rồi. Rồi, ok. Cảm ơn gian hàng của anh Trung nhé. Tiếp tục phục vụ các bác khác.